Web trên iPhone cho công ty Trung Quốc, hãng công nghệ Mỹ một lần nữa lại bị chỉ trích vì bí mật gửi dữ liệu duyệt web trên iPhone cho công ty Tencent của Trung Quốc. Cụ thể, trình duyệt Safari trên iPhone bị tố là tội đồ trong trường hợp này. Safari được tích hợp cơ chế kiểm soát an ninh giúp ngăn chặn các hành vi độc hại như lừa đảo phi sinh. Trên Safari, gói công cụ giúp bảo vệ người dùng này có tên Fraudulent Website Warning. Để tính năng có thể hoạt động chuẩn xác, Safari cần thu thập và gửi dữ liệu tới Google Safe Browsing Sở dĩ làm thế là bởi Safari cần so sánh các đường liên kết với danh sách đen của Google Safe Browsing, từ đó xác định trang web có an toàn hay không. Tuy nhiên, ngoài việc gửi thông tin tới Google, Apple còn gửi dữ liệu tương tự tới Tencent. Cái tên gắn liền với chế độ kiểm duyệt và có liên quan mật thiết với chính phủ Bắc Kinh. Hiện chưa rõ gói thông tin Safari gửi cho Tencent gồm những gì. Apple chưa từng công bố việc hãng này có quan hệ hợp tác với Tencent. Tính năng Florio lừng website warning được bật tự động trên tất cả iPhone và iPad chạy hệ điều hành iOS 13. Điều này có nghĩa dữ liệu duyệt web trên iPhone được bí mật gửi tới Google và Tencent.